ủng hộ những gì nha, ủng hộ giùm cho bên em cái gì, xe chim xe ơ giùm cho em đó, rồi tâm sự này nọ những gì nha, tâm sự này nọ. À, cái môi bóng quá bóng hả má ơi, à, môi tự nhiên như gì nha, môi tự nhiên, môi em là môi tự nhiên như gì nha, hớt tóc đi hả, dạ từ từ hớt như gì nha, cảm ơn vậy. Thì bây giờ chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em, hôm nay anh đẹp quá hả, cảm ơn em, chào anh Dương Lâm, cảm ơn vậy, em 22 nữa nè, và cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì bây giờ anh chị em nào mua sản phẩm là liên hệ với em ngày hôm nay, sản phẩm chuyên những dòng tắm trắng AE Skin như gì nha, và sản phẩm là 490.000, 490.000, và cái chai này là em đang xài nha, em đang sử dụng. Ok cảm ơn vậy. Phun môi hả? Không, trời phun môi. Môi đâu phun? Mấy má thấy tao đẹp cái má. Mấy má nó phun môi. Mấy má thấy chân mày đẹp cái má nó xăm chân mày. Mấy má thấy da là trắng mấy má nó trồ cái da chích nhiều lắm. Làm cái gì cũng không có vừa lòng mấy má. Thì bây giờ thấy người ta đẹp, thấy người ta trắng phải phấn đấu bằng người ta đi chứ trời. Ôi à, anh làm đẹp trai cảm ơn vậy. Xé là cảm ơn vậy nha. Ủng hộ giùm cho em gì nha. Thì fan của em vô đây thì tao nói em tiếp đại rất là nồng hậu. Còn đối với trẻ trâu thì vô đây tao cần tim hết nha, tao không có nể cả ai đâu nha không? Lâm cà lâm ha, không hay chồng đẹp đôi quá ha, cái quanh kim chơi chị. Xem bóng đá chi quý vị vô đây, con em đá vợ em nữa gì nha, ủng hộ giùm cho em, chữ em đi anh mấy con này vô. Ủng hộ cái gì nha, cảm ơn gì rồi nhanh tay đi chân. Còn chai nào mới không, xịt cái nào ra không đây, đây là chai a tắm a gì à, tắm trắng skin ace như gì nha, chuyên về dòng tắm trắng, và đặc biệt là cái này chúng ta tắm mặt được luôn. Chị em nào mà bị đen da cũng như là sử dụng giùm cho em gì nha, da em giờ trắng trắng quá đồ gì, bây giờ em sợ nó không bật tông cái gì nha, cái gì gì đúng rồi, ai mà chị em là bị thâm nách thâm bạn đâu này nọ mình stress vô giùm cho em cái gì nha, tới 15 phút sau lột nhân cái là bật tông trắng nhau gì nha, cảm ơn vậy. Ok vậy da anh nhẵn quá ha, cảm ơn em đẹp trai năm ơi trang đài, cảm ơn em, mua một tặng một không những gì nha. Thì bây giờ chị em là mua cái để số điện thoại giùm cho em, đây là sữa tắm trắng một lần AE Skin, và đặc biệt là cái này tắm trắng một lần, và bên em có loại tắm trắng mà tắm nhiều lần những gì nha, sữa tắm hàng ngày luôn, và dưỡng body ban đêm và dưỡng body ban ngày, làm da chúng ta trắng hơn, sáng hơn, bật tông cực kỳ những gì nha, rất là ok, rất là hiệu quả luôn. Da đen tắm trắng không lanh cực kỳ ok. Rồi bây giờ mọi người ủng hộ đá banh những gì nha, vô 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 ale 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 vô một không rồi hả. Không thèm có đá banh vô live stream hả, ăn giang hủ nó dễ thương nè em ơi. Coi mỗi cái bác kìa, tôi cạp nát mày à, yên thú vị trời được ơi. Sao quả sao kim em đang tham gia những gì nha, chương trình nào em nói gì bây giờ, game show nào cũng có em hết trơn trời, gì yên tâm giùm cho em, game show nào em đảm bảo gì cũng có em, chỉ có game show hát mà không có em thôi, game show hát là không có em thôi. Chị Thảo Nguyên ơi, để lại số điện thoại giùm em nha. Chị Thảo Nguyên để số điện thoại giùm cho em, có bầu được nha gì nha, em muốn mua combo để số điện thoại giùm cho em. Ok Tú Anh, chào Tú Anh nè. Dạ, cái sản phẩm này là cực kỳ trắng và bao trắng cho cả nhà mình luôn, đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha mấy chị ơi, 490.000 một chai thôi. Đây là tắm trắng một bước nha mấy chị ơi, 15-20 phút là da ta bật tông cực kỳ nha gì nha. Sản phẩm này tao nói một ngày em đang bao nhiêu đơn gì, rất là hiệu quả, rất an toàn nha gì nha. Nhanh tay lệ chân chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em, bên Zalo chỗ vậy nha gì nha, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả, cảm ơn vậy. Liêu Farm, chào Liêu Farm, đây mình sức lên như thế này nha gì nha. Thì cái này cái từ hoạt tính là hoạt tính than tre như gì nha, than tre cũng như là collagen làm mịn màng da, sáng da và trắng da như gì nha, cảm ơn vậy đó nhiều. Em đen lắm chị. Chị chưa dùng bao giờ, dạ chị hãy sử dụng một lần giùm cho em. Còn anh chị em nào đã sử dụng rồi thì nhớ cho em cái comment, cái feedback nha gì nha, cảm ơn vậy. 490.000 một chai như gì nha, cho con bú xài được luôn như gì nha. Nói chung là tao nói muốn da trắng là tao sử dụng cho em, cực kỳ an toàn và cực kỳ hiệu quả như gì nha, cảm ơn. Em ghét đá banh thích coi năm livestream hả? Rồi đúng rồi, ủng hộ giùm cho em cái gì. Trong đây là tao nói kệ đá banh làm gì, gì vô coi livestream em vui vẻ hơn cái gì nha. Em dùng rồi em thấy sao nè, cực kỳ thích luôn đúng không? Song Hương ơi, cảm ơn vậy. Thấy luôn chị Quỳnh quá chắc mỏi tay lắm hả? Có đâu mỏi tay em ơi. Bán cho em một bộ nha, quê Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cảm ơn vậy. Coi đá banh, coi chị banh làm gì quý vị ơi, coi đá banh làm cái gì. Lem tắm mặt cho gì coi nha, rất là ok cũng như rất là hiệu quả. Anh chị em nằm đi bị dính nè thì chúng ta sử dụng giùm cho em những gì nha. Tiến sĩ ok, Trinh Quỳnh. Trinh Quỳnh gì? Bớt luôn gì rồi thì nói đúng rồi mà. Rồi. Dạ những chị nào mà muốn trắng là tranh thủ nhân tay sử dụng cái loại sản phẩm này giùm em nha cả nhà ơi. Đây là sản phẩm từ Hàn Quốc, 490.000 một chai thôi nha mấy chị nha. Cái thương hiệu rất là nổi tiếng luôn, chuyên làm trắng da, mịn màng da và sáng da cực kỳ ok. Vô 21 đã. Vô. Mặt lỗ chân lông xài lao giặt, cái này xài body thôi gì ơi chứ không có xài cho mặt như gì nha. Nhưng mà có thể xài cho mặt luôn, bởi sao nó an toàn lắm nhau gì nha. Thương chị Quỳnh nhất, thương làm gì hả? Cảm ơn trang đài nha. Cảm ơn em. Rồi bây giờ sẽ thử ra chỗ gì coi. Đây Quỳnh sẽ ra đi, Quỳnh sẽ ra, sẽ ra. Bưng thao nước chưa? Đây mình rửa ra nha quý vị nha, mình rửa ra nha quý vị nha. Ok, một chai tắm trắng cảm ơn quý vị. 15 tuổi, mười mấy tuổi xài cũng được nha em nha, nó rất là trắng, rất là hiệu quả luôn. Nhanh coi lại chân để số điện thoại giùm cho em, ai mà có thời gian ở nhà là mình xài chừng 15-20 phút, nếu ai mà có thời gian để chừng 5 phút thôi.
Dạ cả nhà ơi, 490.000 một chai nha. Cả nhà mình mua một bộ là 1.470.000. Cả nhà mình mua một bộ sẽ được free ship và tặng thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ ai mua một bộ thì comment một bộ giùm cho em. Ok luôn. Dạ cái này em like rất là nhiều quý vị nha. Mỗi lần like là banh rạp, mỗi lần like là banh rạp nha mọi người, mọi người ơi. Ôi cực kỳ trắng luôn mấy chị ơi, rất là trắng luôn. Những chị nào muốn trắng là nên sử dụng cái sản phẩm này nha mấy chị nha. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Ai mua xài có để số điện thoại giùm cho bên em nha chị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ tắm body cực kỳ ok, cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Anh chị em nào mua comment giùm cho em, bên em Salo cũng như là tư vấn cho vậy. Dạ sản phẩm kem body ban đêm và kem body ban ngày là trị giá 490.000 luôn nha mấy chị nha. Ok vậy răng trắng hả? Dạ răng em ta nói hẳn bớt nghiệp á, bớt nghiệp là trắng liền như vậy nha đây. Nó rất là trắng quý vị, da sẽ bật tông và sáng cực kỳ như vậy nha. Rất là trắng, rất là mịn màng luôn quý vị thấy không? Đây, rất là trắng như vậy nha, xài cực kỳ ok, cực kỳ hiệu quả luôn. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha, nhanh tay lẹ chân giùm cho em quý vị nha. Cho em một combo, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ mua một combo. Lấy cho anh cái khăn đi. Cái khăn đây anh luôn. Dạ một combo là 1.470.000, cả nhà mình mua combo thì sẽ được một chai tẩy tế bào chết nè. Đây quý vị thấy không, da sẽ sáng lên trắng lên một bộ bao nhiêu. Cảm ơn vậy anh nói dữ quá, từ từ thôi không sợ mắc nghẹn hả? Không, anh chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em, bên em Salo cũng như là tư vấn cho chị ship cho em một chai trắng. Đây quý vị coi nè, sử dụng rất là ok. Đẹp, Quỳnh đưa cho ta coi, bưng này ra. Dạ đây cực kỳ trắng luôn mấy chị ơi, chẳng lắm mấy chị nên sử dụng cái sản phẩm này nha mấy chị nha, không sử dụng lực rất là ổn và tiếc luôn. Đây hai tay em nó bật tông rõ rồi luôn nè mấy chị ơi, nói chung là rất là trắng như vậy nha, xài cực kỳ mịn màng, cực kỳ ok luôn. Anh chị em nào dùng hết một chai rồi anh ơi hả, Tiên Phạm ơi, dùng hết một chai mua ủng hộ anh thêm nha, ủng hộ giùm cho anh thêm. Bởi sao nó rất là trắng và rất là an toàn cái gì nha, cái này sử dụng mặt cũng được luôn, rất là hiệu quả cũng như là ok. Anh ơi bây đặt cái bộ tặng một chai sữa tắm cho em nha. Ok em đẹp trai quá anh ơi, cảm ơn em, ủng hộ giùm cho anh Lâm nha em nha. Đây hai tay là bật tông rõ rồi đúng mấy chị ơi, rất là thích luôn mà da mình mịn màng nha mấy chị nha, chứ không hề là bị trắng ảo, cũng không hề là bị dạng như là bị khô da nha mấy chị ơi. Đây quý vị coi cái mặt thằng lính của em như vậy nha, mặt nó đang rất là đen như vậy nha, rất là đen luôn đó. Đây bây giờ sử dụng ta mày chét lên giùm tao, chét cho dạ, nhiều okay, nhiều lên chị xíu. Minh Phương Lê một chai. Ok Minh Phương Lê một chai, gào thét tên em. Ok Bùi Hiền, chào Bùi Hiền như vậy nha. Kem body có bích rít không? Dạ không hề bích rít như vậy nha. Anh chị em nào mà bị vấn đề mà tao nói da đen cũng như là bị đòi mồi đồ này nọ thì hãy sử dụng kem, đảm bảo việc một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Nhanh tay lẹ chân cái này sử dụng mặt cũng được và sử dụng cho body cũng được luôn nha quý vị nha. Ai mà đem bẩm sinh là sử dụng cho em. Sản phẩm này cực kỳ an toàn, là cái thương hiệu giống gì nha, một cái thương hiệu Skin ACE là nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc quý vị nha, giúp trắng sáng da, mịn màng da và đặc biệt là không hại da những gì nha, không hại da những gì nha. Dạ ai mà đặt hàng hoặc là muốn tư vấn những cái sản phẩm này để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Cứ để số điện thoại giùm cho bên em Salo cũng như tư vấn cho chị. Đây là cái body ban đêm cũng như là cái body ban ngày những gì nha. Body ban đêm thì có nhiều chất dưỡng da trong đó hơn, chúng ta sức trước khi đi ngủ giùm 15 và sau khi đi ngủ thì cái những cái tinh chất này sẽ thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta. Và đặc biệt là cái ban ngày nó có chất chống nắng trong đó như vậy nha, có chất chống nắng trong đó. Lấy cài cài lên, lấy cài cài tóc lên. Đặc biệt là cái chai tắm trắng này là mình sử dụng được tới 2 tháng luôn nha mấy chị ơi. Mà một tuần là cả nhà mình sử dụng giúp em 2 lần nha. Một chai như thế này là 490.000, cả nhà mình đặt trên like của anh Lâm thì được free ship nha. Dạ cực kỳ trắng luôn, bao trắng cho mấy chị luôn. Đây là sản phẩm Hàn Quốc nha mấy chị ơi, không hề ăn nắng nha mấy chị nha, nó cũng thun cột lên cũng được. Rồi không hề ăn nắng làm da ta sáng lên gì thấy không? Đây cái làn da mình xin mình sức lên gì là da ta sẽ trắng lên bật tâm luôn, cực kỳ trắng quý vị. Là mình sức lên body giùm cho em, cái này sức mặt cũng được luôn nhau quý vị nha. Nhưng mà bây giờ quý vị, bây giờ cái mặt em nó trắng quá rồi em sức lên nó không bật tâm thì bây giờ em sẽ cho lính của em về cái sản phẩm này. Em like rất là nhiều quý vị, em like rất là nhiều luôn. Và đó em sử dụng trên mặt của em rất là nhiều quý vị nha, rất là nhiều luôn. Chị em nào mà đánh kem mà ta nói không ăn kem cũng như là da mà bị nhiều cái sần quá, mày qua đây nè. Dạ ok chị Mỹ Dung nha. Ok Nguyên Trần ơi, để lại số điện thoại giùm em nha Nguyên Trần ơi. Dạ cả nhà mình ai quan tâm về cái sản phẩm này để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Ai mua cái để số điện thoại giùm cho bên em Salo cũng như tư vấn cho chị nha, cực kỳ ok và cực kỳ dễ thương mọi người ơi. Nhân tay lệ chân mọi người ơi, xin lấy xe chìm giùm em. Dạ rất là trắng luôn mấy chị ơi, xài là không hề hối hận nha. Một chai là sử dụng được tới 2 tháng luôn đó mấy chị. Da trắng rồi có sức nữa không? Da trắng rồi thì nó không sức nữa. Da trắng rồi thì dưỡng cái body giùm cho em thôi. Body là 490.000 một chai chứ gì nha, 490.000. Đây là A Skin AEC là chuyên về cái dòng tắm trắng như gì nha, cũng như là body đều rất là ok luôn. Nhanh tay cái chai như thế này thì chúng ta sử dụng cho em, khi mà chúng ta xài xong thì chúng ta sức lên làn da chúng ta. Và đặc biệt cái chất kem rất là mịn như gì nha, chất kem rất là mịn, nó sẽ thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta. Dạ.
Đặc biệt cho những chị nào mà đang cho con bú là sử dụng được luôn nha mấy chị ơi. Tại cái body này nó thẩm thấu cho làn da của mình, sau khi sức là nó sẽ khô nha mấy chị ơi. Gặp nước là không hề bị trôi nha. Cho nên là những chị nào cho con bú là sử dụng được rất là ok luôn nha. Rất là ok, làm cho người chúng ta thơm gì nha. Và đặc biệt nó không dính áo gì nha. Ví dụ nhiều loại kem khác khi ta sức lên thì lập tức cái áo ngoài đen đen cái này nó sẽ dính cái áo. Còn riêng dòng sản phẩm này nó không có dính áo chúng ta, mà làm da chúng ta sáng lên, trắng lên như vậy nha. Và nó chứ rất là thơm chị nha, nó rất là thơm luôn. Đây. Khi mà mình sức cái gì mình nhớ sức lên cổ giùm cho em cái gì nha, và những cái tinh chất trong đây sẽ thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta. Thì một cái chai tắm một lần như này là 490 ngàn, và cái chai sữa tắm hàng ngày cũng 490 ngàn luôn. Thì những cái chai mà body cũng như là body ban đêm, body ban ngày cũng 490 ngàn luôn. Nói chung là 490 ngàn mà chúng ta có một sản phẩm này, một bộ của đó là 1.470.000, và đặc biệt là tặng cho quý vị thêm một cái tẩy tế bào chết nữa. Thì còn chần chờ nữa xài vô livestream của em, xài vô livestream của em và ủng hộ giùm em nha mọi người. Mọi người ơi, đây đây cái chất kem nó mịn như thế này quý vị, nó mịn rất là mịn luôn. Bây giờ những chị nào quan tâm tới lại số điện thoại giùm em nha, quá trời xài luôn mấy chị ơi. Quý vị thấy không, tức là nó sẽ không bao giờ dính áo như vậy nha, nó không có dính áo à, dùng cho mặt được luôn như vậy nha, nó không dính áo. Nó sẽ làm cho da chúng ta trắng hơn, thơm hơn như vậy nha, rất là thơm luôn. Nó như một cái dạng lotion như vậy. Ví dụ nhiều sản phẩm kia chúng ta sức lên, ta mặc áo vô nó sẽ bị dính nhau vậy nha. Còn riêng dòng sản phẩm nó khô rất là nhanh và nó mịn màng, cực kỳ an toàn cho da và cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Anh chị em nào mua thì bây giờ comment số điện thoại giùm cho em nhớ gì nha, rất là trắng cũng như là rất là mịn màng luôn mọi người. Xài là mê liền quý vị nha, xài cái là chết mê chết mệt liền, rất là trắng là mịn màng quý vị nha. Mình để trên mặt chừng 15 phút, tại vì bây giờ da mặt em nó trắng quá rồi quý vị, da mặt em nó trắng nó mịn quá rồi, mà bây giờ em sức ra nó sẽ không bật tông quý vị nha, nó cực kỳ an toàn và cực kỳ hiệu quả cho mọi người luôn. Đây hai tay em bật tông rõ rệt luôn nha mấy chị ơi, không hề bị khô da, không hề bị trắng ảo nha, rất là đã luôn. Một chai là sử dụng được 2 tháng 490 ngàn thôi nha. Cả nhà mình đặt trên like của anh Lam sẽ được free ship nha cả nhà ơi. Một bộ là 1.470.000, cả nhà mình mua một bộ sẽ được free ship và tặng kèm thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nữa nha cả nhà. Đây là hàng sản phẩm của Hàn Quốc 100%, nơi cả nhà mình sử dụng an tâm nha. Có giấy công nhận mà có giấy chứng nhận hết rồi nha cả nhà ơi. Cái gì mình sức lên làn da chúng ta. Bây giờ mình lấy cái quỳnh áo mà đổi mình lấy quỳnh áo. Lê ơi, để lại số điện thoại giùm em nha. Cả nhà mình có thể mua thử. Nói chung một là chai nó rất đi. Là trắng, mình sử dụng cái gì cái da chúng ta sẽ trắng lên, bật tông cực kỳ, nó rất là trắng, cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Thì bây giờ sẽ cho cái gì coi, ta đã tắm trắng body được như vậy nha. Ai mà ta nói đen cỡ nào sử dụng là cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Cái này nó trắng thôi. Nhiều không? Dạ cả nhà mình à, dạ 490.000 một chai. Cả nhà mình có thể là mua thử một chai tắm trắng như thế này về sử dụng thử giúp em, sau đó hãy mua hẳn một bộ cũng được luôn nha mấy chị ơi. Siêu trắng luôn, 490.000 thôi nha. 490.000 thôi nha quý vị nha. 490.000 thôi, nhanh tay lẹ chân Quỳnh nói đi Quỳnh, Quỳnh nói đi Quỳnh. Dạ. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Bên đây là kem body là không hề bị bết rít nha mấy chị nha. Đặc biệt là cho những chị nào mà đang cho con bú á mấy chị, là mình sử dụng được luôn. Tại vì cái sản phẩm này là không hề giống như những sản phẩm khác, khi mà cả nhà mình sức vô mà gặp nước là không hề bị trôi nha mấy chị nha. Rồi nhanh tay lại chân anh chị em nào. Những cái loại kem cả nhà mình sử dụng trước kia là nó sẽ bị gặp nước, sẽ nó bị trôi ra, cho nên là mình cho con bú nó sẽ ảnh hưởng đến con rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt sản phẩm này là khô ráo cực kỳ và nó thẩm thấu với làn da của mình nha mấy chị nha. Rồi anh chị em nào mua để số điện thoại cho bên em Salo cũng nhờ tư vấn cho chị, cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Rất là trắng và rất là mịn màng luôn. Nhanh tay lại chân cứ để số điện thoại cho bên em như vậy nha. Dạ. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lẹ chân quý vị ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì bây giờ cái tấm trắng này cực kỳ hiệu quả, anh chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho em quý vị nha. Rất là trắng, mình xài body cũng được luôn, cũng như là xài mặt cũng được luôn quý vị nha. Rất là ok luôn. Để giờ sức mặt cho quý vị coi nha. Bao lên trắng mặt cho quý vị, bao trắng cho mọi người luôn. Quỳnh vô nói chuyện đi anh dạ. Anh mà thay đổi. Rất là trắng luôn nha mấy chị nha. Cả nhà mình sử dụng là không hề bị ủ phí đâu mấy chị ơi. Dạ 490.000 một chai thôi nha mấy chị nha. Cả nhà mình nên tin tưởng và cả nhà mình sử dụng thử giúp em nha. Cả nhà mình mua về sử dụng thử giùm em trước đi, rồi hãy cũng hẳn mua một bộ cũng được luôn nha mấy chị nha. Một chai như thế này là mấy chị sử dụng được 2 tháng đó mấy chị. Mình chỉ cần xuất lên để tầm khoảng 15 đến 20 phút thôi là bật tông trắng rõ rệt luôn cho mấy chị luôn. Đặc biệt là những chị nào mà đang cho con bú là mình sử dụng được luôn nha mấy chị nha. Bên đây là một bộ là gồm 4 món nha mấy chị nha. Ok chị Nguyễn Ngọc ơi, để lại số điện thoại giùm em luôn nha mấy chị nha. Bên đây là có giấy công nhận và có giấy chứng nhận của cái sản phẩm này là sản phẩm cao cấp rồi, cho nên cả nhà mình an tâm nha. Sử dụng là không hề bị sợ đâu mấy chị ơi. Dạ khi mà mình xuất vô là để tầm khoảng 15 đến 20 phút giùm em, 490.000 một chai thôi mấy chị ơi. Dạ xài rất là trắng luôn. Đây hai tay nãy em tắm cho mấy chị đây. Đây rất là trắng mà không hề bị khô da mấy chị ơi. Nó sử dụng rất là thích luôn nha. Nó thẩm thấu làn da nha.
Dạ bây giờ tắm mặt cho gì coi những gì nha. Ok chị xe cảm ơn gì, coi đá bóng làm gì em ơi, coi đá banh làm gì, coi đá bóng làm gì những gì nha. Rồi bây giờ sẽ sức mặt cho gì coi nha, sức dạ, mặt cho gì coi luôn. Tắm mặt được luôn mấy chị ơi, rất là trắng luôn, không hề ảnh hưởng gì đến làn da của mình hết. Đây là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc nha. Một chai xài được rất là lâu quý vị nha, một chai là bên em xài được rất là lâu quý vị, hiệu quả 2 tháng cho vậy luôn. Dạ, đặc biệt những chị nào mà da nào giờ bị chai lì rồi mấy chị, cả nhà mình nên sử dụng cái sản phẩm này giúp em nha, siêu trắng nha mấy chị luôn, 490.000 mà mình sử dụng tới 2 tháng được đó mấy chị ơi. Dạ, ôi cái da mặt em, cái da mặt em bởi vì nó rất là trắng rồi quý vị, bây giờ mình sức lên thì nó sẽ bật tông, mà bật tông ít thôi, còn ví dụ những ai mà đen đen đó mà chúng ta sức lên cái gì nó rất là hiệu quả, rất là an toàn cái gì nha. Cảm ơn chị Quyền Nguyễn, cảm ơn chị. Một bộ gồm những gì Quỳnh ơi? Dạ, một bộ là mình gồm có một chai tắm trắng một bước này chị nha, và một chai sữa tắm trắng hàng ngày, nói chung là thay thế cho sữa tắm của mấy chị á, nó mà nó có công dụng là làm trắng cho mấy chị luôn. Và gồm hai chai kem body, một chai kem body ban đêm và một chai kem body ban ngày nha. Nhưng mà đặc biệt là cả nhà mình mua một bộ với giá là 1.470.000, cả nhà mình sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 luôn. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Hoặc là những chị nào muốn tư vấn về cái sản phẩm này để lại số điện thoại giùm em nha. Rồi nhanh ta lại chân để số điện thoại nha chị nha. Mình sức lên làn da chúng ta và da chúng ta sáng lên, bật tông lên cái gì nha. Rất là trắng, rất là mịn màng luôn. Ok chị Mai để số điện thoại, Trang Farm để số điện thoại luôn. 1.470.000 là nguyên bộ gì nha. Một bộ nó là tắm trắng hàng ngày nè, cũng như là sữa tắm trắng hàng ngày nè, tắm trắng một lần nè, body ban đêm, body ban ngày, và rất là an toàn cho da, mịn màng cho da và sáng da. Em xài được luôn. Nam nữ video môi đều sử dụng được nhau gì nha. Chủ yếu là mọi người thích cái làn da và trắng cái là bật tông, để số điện thoại giùm cho em, nhanh tay lẹ chân những gì nha. Đây là sản phẩm Hàn Quốc, đây là sản phẩm cao cấp nha mấy chị ơi, cho nên là sử dụng an toàn, rất là an tâm luôn nha mấy chị ơi. Dạ ok Leona để số điện thoại luôn, cảm ơn chị nhiều quá. Không thấy em hả? Ok em thấy em rồi em ơi. Ai đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Anh chị em nào muốn trắng như em thì hãy sử dụng giùm cho em gì nha, rất là ok đó, hiệu quả luôn đây quý vị thấy không. Dạ siêu trắng luôn mấy chị ơi. Cái sản phẩm này cả nhà mình có thể mua thử một chai đi mấy chị, là mình sử dụng thử rồi mình biết cái sản phẩm này nó hiệu quả như thế nào nha. 490.000 một chai sữa tắm trắng nha. Nam xài được luôn mấy chị ơi. Những bạn nào mà nam mà da mặt mình nó bị đen á, hoặc bị mụn á, bị xấu xí da, bị khô sần sùi á, là mình sử dụng cái chai sữa tắm trắng này giùm em nè. Một ngày là một tuần mình sử dụng 2 lần nha. Cứ để là số điện thoại giùm bên em đây, gì thấy không? Trời đất ơi, cái sản phẩm này là sản phẩm siêu trắng luôn á mấy chị ơi, rất là trắng luôn, nhưng mà da mình nó không có bị khô với nha. Mà cái kem đặc biệt là kem body bây giờ là xài sử dụng sướng luôn, là nó thẩm thấu vào da mình nè, vừa là chống nắng cho mấy chị luôn, mà đặc biệt cái là nó khập nước là nó không hề bị trôi nha mấy chị nha. Kìa cái mặt nó trắng bóc kìa, vô đây xài vô quý vị thấy không. Ôi bao trắng luôn, tức là bao trắng cho vị nha, bao trắng luôn, rất là trắng luôn. Cái này của nước nào vậy? Cái này của Hàn Quốc nha em nha, của Hàn Quốc, đảm bảo việc một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Xài mà không trắng là bên em hoàn trả lại tiền cho vị, rất là hiệu quả, cực kỳ an toàn cho mọi người nha. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em, cứ để số thoại, nhanh tay lẹ chân. Ok, đồng hồ thật hay giả, giả hay thật kệ tôi đi. Bao trắng luôn, cái mặt của Đạt quá trời trắng luôn mấy chị ơi. Rất là trắng quý vị nha, đây nó ra da nó rất là trắng quý vị thấy không. Nó rất là trắng, rất là mịn màng luôn quý vị. Ví dụ nhiều khi chị em nào đánh kem mà nó không ăn, hãy sử dụng giùm cho bên em. Thì bên em salo cũng như là tư vấn cho vị như vậy nha. Đây là chiết xuất từ than tre cũng như là than hoạt tính cho vị nha. Đù, thằng Đạt bữa nay trắng dữ. Rồi tao xài là trắng liền nha, xài là trắng liền như vậy nha. Xài mặt cũng được luôn. Đó mình vẽ gì nha, mình vẽ đó. Việt Nam mấy rồi, Việt Nam mấy rồi, Việt Nam ở đây là Việt Nam nha, Việt Nam là 3-0 đi. Thôi chơi đi, mình chơi, đó đón đi quý vị ơi. Mấy má đón này tôi ghi tỷ số này nha. Đây mấy má nhanh tay lẹ chân mấy má nha, mấy má nhanh tay lẹ chân, báo cho tôi biết tình hình như thế nào. Tôi sẽ ghi tỷ số ra đây. Đó, vừa coi tấm trắng mà vừa biết được tỷ số đá banh, vừa coi tấm trắng vừa biết được tỷ số đá banh, 3-1 rồi hả? Dạ cả nhà mình không hề bị đen lại như chị Huyền Nguyễn ơi, nhưng mà chị đặc biệt là xài dưỡng kem giùm em nha, kem body giùm em luôn. 3-1, trời đất, thấy không? Việt Nam, như Việt Nam. Bây giờ những chị nào muốn tư vấn là để lại số điện thoại giùm em luôn nè, bao trắng cho mấy chị luôn. Xe khích lỗ chân lông cho gì luôn vậy? Bao trắng ok Long Quỳnh nha. Bao trắng cho mấy má luôn nha, mấy má nha. Ai mà đen cỡ nào là sử dụng giùm cho em gì nha. Sử dụng được luôn mấy chị ơi. Việt Nam, Philippines. Ba quỷ đứa banh mà con. Việt Nam, Philippines 3, Philippines 1. 1. 5 phút sau, Việt Nam 5, Philippines 2. 3 tiếng sau,
Việt Nam 10, Philippines 1. Rồi, đó, dạng vậy mấy má nha. Anh Lâm dễ thương quá hả? Ê. Ok Ngọc Nhi nha. Nhân viên bên em gọi bằng tổng đài ha, ok Ngọc Nhi, để số thoại có chống nắng cho mọi người luôn. Cực kỳ an toàn và cực kỳ hiệu quả. Cái này là khuyến cáo là xài body thôi, khuyến cáo là xài body thôi nha gì nha. Nhưng mà mọi người ơi, thì chúng ta có thể xài mặt được luôn, giảm xài mặt cho gì coi gì nha. Mình để cho 15 20 phút lập tức cái da mặt chúng ta cực kỳ trắng, cực kỳ mịn màng. Xin cảm ơn quý vị, nhân viên bên em nào alo cũng giờ tư vấn cho quý vị. Bây giờ chị em là để số điện thoại giùm chị em cái gì nha. Nhanh toa lẹ chân đi. 3 phút sau dạ, Việt Nam 20. Ai mà đá tới 20 Philippines 1. Không, trời đất ơi, thấy không? Thấy không? Em là nhà tiên tri quý vị, trời đất ơi, em là nhà tiên tri nha quý vị nha. Ủng hộ quý vị nha, cực kỳ ok, cực kỳ hiệu quả luôn. Chị em nào mua thì để lên số điện thoại dùm cho em muốn trắng nên bảo đảm anh Lâm, dạ đảm bảo cho chị. Nếu mà không trắng xài mà không hiệu quả, xài mà da không bật tâm, da xài mà da trắng ảo, bên em hoàn trả tiền cho chị luôn. Hãy yên tâm dùm cho em luôn. Rồi. Một trận có 90 phút rồi ông nội. Một trận có 90 phút hả? Ủa vậy hả? Ai mà đá tới 20. Ai biết đâu trời, đất ơi, tôi tưởng là một trận làm đá nguyên ngày mới hết. Dạ, một bộ là gồm có kem body luôn nha mấy chị nha. Kem body ban ngày, kem body ban đêm nè. Một chai tắm trắng hàng ngày và một chai tắm trắng một bước cho mấy chị luôn. Và đặc biệt là mua một bộ là 1.470.000. Cả nhà mình sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 và vừa vi ship cho mấy chị luôn nha. 31 rồi hả, 31 rồi nha mấy má nha, 31. Rồi. Bây giờ cả nhà mình ai đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, không hề trắng ảo chị Ngọc Trinh ơi, bao trắng cho chị luôn nha. Bao trắng cho chị luôn, bán cái bóng đá ok, tấm trắng bao đều, cái Lương Dương, cảm ơn Lương Dương, có bán nhiều không? Giờ bên em bán rất là nhiều sản phẩm như vậy nha, chị em nào mua thì comment giùm cho em, liên tục giùm cho bên em bên Zalo cũng như là tư vấn cho chị. Còn chân trời nữa để số điện thoại, da đen mua chai nào Lâm bây giờ sẽ rửa mặt cho chị coi. Bao trắng cho mấy chị luôn nha. Dạ cái sản phẩm này là mình tắm mặt được luôn nha mấy chị ơi. 490.000 một chai thôi mà một chai là mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha. Một tuần là sử dụng tắm cho em 2 lần, mặt và body luôn nha cả nhà ơi. Mặt và body luôn nha quý vị nha. Cái này là sử dụng body thôi, sử dụng cho body thôi. Nhưng mà em muốn chứng minh cho quý vị thấy được cái sự an toàn, cái sự hiệu quả của đó thì chúng ta có thể sức lên mặt được luôn quý vị nha. Sử dụng trong bao lâu là trắng, sử dụng một lần là da đã bật tông cực kỳ những gì nha. Ở hết 21 rồi hả? Không, 30. Dạ. Việt Nam 30 nha. Cả nhà mình sức lên để tầm khoảng 15 đến 20 phút sau đấy thì rửa lại giùm em nha mấy chị nha. Quý vị có trận đá banh nào mà 31 không quý vị? Có trận đá banh nào mà 31 không quý vị? À. Bao trắng luôn. Hàng cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng cho quý vị luôn. Thì cứ để số điện thoại giùm cho em kích ủ trắng như vậy nha. Bây giờ sẽ rửa mặt cho quý vị coi. Dạ cả nhà mình mua trên like của anh Lâm sẽ được free ship nha mấy chị nha. Vừa tắm trắng mặt được nè, vừa tắm trắng body được luôn. 490.000 một chai là mình sử dụng được 2 tháng nha. Rồi còn chần chờ nữa cứ để phải giùm cho bên em nhé chị nha. Cảm ơn chị Lâm dễ thương hả, hướng dẫn kiểm tra hàng. Dạ khi nào nhận hàng, dạ khi nào nhận hàng cái mọi người mở ra giùm cho em đúng sản phẩm là mọi người nhận giùm cho em những gì nha. 490.000 một chai nha cả nhà, bao trắng cho mấy chị luôn. Đặc biệt là cái kem body bên đây cũng đồng giá là 490.000, nhưng mà cả nhà mình đặc biệt là xài là mình đang cho con bú là sử dụng được luôn nha mấy chị nha. Dạ tại vì đây là sản phẩm body là không hề bị bết rít mà sức cơ nó rất là thẩm thấu cho làn da của mình làm khô nữa nha mấy chị nha. Xài kiên trì giúp em nha chị nha. Dạ đúng rồi, cái gì mình phải kiên trì chị. Mình đi ra nắng đó mấy chị nên kỹ xíu giùm em, cái mình xài mỹ phẩm là phải kỹ nha mấy chị nha. Ra nắng là nhớ mặc áo khoác kỹ càng giùm em xíu nha mấy chị ơi. Dạ á quý vị thấy không? Là rất là an toàn như vậy nha, mình sức rất là an toàn cho da của mình quý vị. Cái này là xài body nhưng mà em sức lên mặt cho chị coi được cái sự an toàn của nó như vậy nha. Mình để càng lâu thì da nó không có sao hết trơn, trời dùng nhiều khi mình sợ gì nha, sợ không có gì okay. Đảm bảo gì thấy không? Bây giờ những chị nào muốn tư vấn đi để lại số điện thoại giùm em chút xíu, em sẽ điện thoại tư vấn cho mấy chị nè. Là phụ nữ là phải nên cần trắng trẻo thì mặc đồ nó mới đẹp nha mấy chị ơi. Tại gần Tết rồi cho nên là dưỡng trắng đi 2 tháng nữa thôi là mấy chị trắng bóc cực kỳ luôn. Da em là da mộc như gì nha, da em là da mộc không có phấn có son gì trơn, trời gì em có son phấn gì trơn, em ghét phân son gì, ghét son phấn cái gì. Ok chị. Giờ thời buổi này ai mà đánh son đánh phấn làm gì, thiệt sự luôn. Là cực kỳ trắng luôn, xài là cực kỳ trắng, cực kỳ hiệu quả cho gì luôn. Thì bây giờ anh chị em nào mua thì cứ comment hoặc là để số điện thoại giùm cho bên em. Thì bên em Zalo cũng như là tư vấn cho chị nha. Cái nhà mình ai quan tâm về cái sản phẩm mà muốn đầm, muốn nói chung là muốn mình trắng mà đẹp á mấy chị, cứ để lại số điện thoại giùm em nha, chúc em sẽ tư vấn cho mấy chị luôn. Đây là cái siêu phẩm là chỉ với giá 490.000 mà cả nhà mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị ơi. Đặc biệt là không những là xài body mình có thể sử dụng mặt được luôn,
trắng đó, để mình xức lên giùm em 15 đến 20 phút sau là đi tắm lại giùm em là trắng cực kỳ luôn. Rất ai là trắng, xài là mê liền như vậy nha. Ok, lấy kem body ha, cảm ơn chị. Không lấy kem body cũng không sao như vậy nha. Ai chị Vina Nguyễn, nếu mà chị không lấy kem body thì chị lấy một bộ đi là 4 chai tắm trắng luôn đi. Cũng tặng cho chị một chai tẩy tế bào chết luôn nha chị nha. Ok Lan Kiệt nha. Bây giờ ai muốn tư vấn thì để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Body ban đêm cũng là body ban ngày đều có hết. Chị em nào muốn trắng thì cứ để số điện thoại giùm cho bên em. Nhanh tay lẹ chân quý vị nha, cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Một cái chai body như thế này cả nhà mình có thể để trong cái túi túi của mình cũng được luôn cho em mấy chị nha. Nhưng mà đặc biệt là sức vô là nó thẩm thấu như làn da nha mấy chị ơi. Em nói gì vậy? Em nói gì kệ em. Mình là nói chung là mình đem đi đi heo mình mọi lúc mọi nơi á mấy chị. Muốn trắng lên là sức lên nha mấy chị nha. Mày vô duyên quá chứ em, mà tao ghét mày ghê, tao xịt cho miệng cái. Dạ quanh. Tự nhiên nó nói chuyện dấp cái em nói nó, cái nó chửi em cái gì. Thôi ghét mày lần thôi. Thôi trời trắng luôn đi. Dạ trắng lắm mấy chị ơi, mà không hề bị trắng khô da đâu. Mà nó mịn màng làn da của mình. Nam nữ là đều sử dụng được hết. Đặc biệt cho những anh nào, anh thanh niên á, muốn cái da mặt của mình trắng á mấy anh, mà không khỏi sử dụng kem cũng được luôn nha. Tắm lên để khoảng 15 đến 20 phút thôi là trắng cực kỳ luôn. Mặt trắng luôn. Sạch sẽ, nhìn sạch sẽ nha. Không hề bết rít như vậy nha, không hề bết rít luôn. Cảm ơn vị đó nhiều, size là cực kỳ ok. Anh chị em nào mua cứ để số thoại dùm cho bên em nha vậy nha. Một okay, ổ cái trắng chào anh Lâm, ok Tường Vi, chào Tường Vi. Nhanh to lẹ chân nha mọi người, mọi người ơi. Ổ cái trắng khoan hoạt tính, ok. Đúng rồi chị Mỹ Dung ơi, đây là 490 ngàn một chai đó chị Mỹ Dung. Cả nhà mình chỉ cần đặt hàng hoặc là muốn được tư vấn cứ để lại số điện thoại dùm em nha. Nhân viên bên em sẽ điện thoại tư vấn cho từng chị luôn. Cả nhà mình chỉ cần để lại số điện thoại là đặt hàng là sẽ được free ship nha mấy chị nha. Đặt trên like của anh Lâm mới được free ship nha cả nhà ơi. Cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả như nha. Nguyễn Nguyệt, cảm ơn chị Phạm Thanh Trúc nè, cảm ơn Thanh Trúc rất nhiều. Anh chị em là mua dưỡng ban ngày bao nhiêu một đêm, dưỡng dạ, ban đêm. Dưỡng ca kem body đéo dưỡng rồi. Ban ngày và ban đêm mà đều đồng giá như nhau là 490 ngàn một chai nha mấy chị ơi. Cả nhà mình đặt hàng dạ, đặt rồi. Hàng để lại số điện thoại giùm em nha. Dạ siêu trắng luôn mấy chị ơi. Đây là kem body đây. Cả nhà mình xức vô là thẩm thấu vô làn da của mình chứ mà không hề bị bết rít nha mấy chị nha. Đặc biệt là những chị nào mà đang cho con bú là mình sử dụng cực kỳ sướng luôn. Tại vì nó thẩm thấu vô làn da. Mà khi mà cho em bé bú nó không có hề bị bết rít nha mấy chị ơi. Nó cũng không có gặp nước, nó không bị trôi nha. Đặc biệt là kem dưỡng ban ngày là nó có chất chống nắng cho mấy chị luôn. Đây hồi nãy hai tay em tắm lên một tay rất là trắng. Rồi nhanh tay lẹ chân chị em là mua để số điện thoại giùm cho bên em như vậy nha, cực kỳ ok luôn. Nhanh to lẹ chân đi mọi người ơi. Một bộ là 1.470.000 cái gì nha, 1.470.000. Rồi một lần thôi là giám ta đã bật tông và sáng cực kỳ nhớ gì nha. Anh chị em là mua thì bây giờ comment số điện thoại giùm cho em. Còn là ai muốn làm chi nhánh làm đại lý thì liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em nhớ gì nha. Rất là ok như vậy nha. Quỳnh lấy hộp trang điểm giùm anh coi. Chị dâu. Đi đâu? Ta anh làm một rồi hả? Vậy bây giờ em sẽ trang điểm đi cổ vũ đá banh những gì nha. Em đi chạy ra sân đá banh cái. Rồi chị em nào mua thì comment giùm cho em. Đầu tiên là trước tiên ta sẽ dưỡng một lớp. Nguyễn Trung Phương, chào Nguyễn Trung Phương, có coi đá banh không mày? Dúc Diễm ơi, mình nên kiên trì làm. Nói chung là nó sử dụng một lần là đã trắng rồi. Nhưng mà mình nên kiên trì sử dụng lâu dài giúp em nha. Và trời ơi, dạ nó trắng lắm quý vị. Nó trắng cái làn da nó sẽ bọc tông cái gì nha. Hai cái mu bằng tay gì thấy không? Hai cái mu nó trắng liền quý vị. Nó trắng liền quý vị. Dạ không muốn biết thiệt hay không thì chị cứ mua sử dụng thử giúp em một chai thôi cũng được nha mấy chị. Mấy má này xào mà không thiệt thì thôi má đi ra đi má, ai mà mượn á má. Không lẽ tôi trời tôi nó xào đó mấy má ơi, tôi nó xào đừng mua. Đó chúng ta sức lên những gì nha. Và chúng ta ủ lên làn da chúng ta cực kỳ mịn và cực kỳ sáng luôn. Anh chị em nào mua thì comment số điện thoại giùm cho em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ mấy chị mà tắm mặt xong rồi mà mấy chị sử dụng kem lên là nó thẩm thấu với làn da của mình này nha, rất là sướng luôn mấy chị ơi. Đá banh mấy không nữa vậy? Đá banh tẩy số mấy rồi vậy? 21 hả? 21 rồi hả? Thấy ghê vậy? Bao trắng luôn, kem body này mấy chị nó thẩm thấu với làn da. Mà da của mình nó không hề bị khô nha mấy chị nha. Tắm xong là không hề bị khô. Đặc biệt là xài body, xài phay được luôn nha mấy chị nha. Xài phay được luôn nha mấy chị nha, nói chung là rất là ok. Chị em nào mua thì comment liên tục giùm cho bên em nha mấy chị nha. Thì bên em solo cũng như là tư vấn cho quý vị rất là nhiệt tình nha mấy chị nha. Nhanh tay lẹ chân đi mọi người. Mà bị chai da đó mấy chị, là mình sử dụng cái sản phẩm này là trắng cực kỳ luôn. Bị chai là bị gì? Bị chai. Dạ. Việt Nam thắng rồi hả? Đâu có gì thấy không? Khi mình xức linh về thì cái mặt chúng ta có gì nó ăn phấn, rất là ăn phấn khủng khiếp nha mấy chị nha. Trắng lắm, sướng lắm. Mình đánh mấy vô nó ăn đã lắm. Mấy chị mua sử dụng thử giùm em nha. Một chai là mình tắm được 2 tháng đó mấy chị ơi.
rất là trắng luôn, 490 ngàn một chai nha. Khi mà mình đánh lên là phấn nó ăn vô mặt rất là nhanh, bởi sao tế bào chết đi ra rồi, cũng như là cái da mặt chúng ta nó mịn màng quý vị. Dạ mịn màng nó trắng lên. À, Hoài Ly cảm ơn quý vị. 21 Bảo hả? Ok, đi Bảo nha, đi Bảo nha. Ai đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nè, mấy chị nào muốn tư vấn cũng để lại số điện thoại giùm em luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì bây giờ em sẽ kết thúc live stream tại đây. Thì bây giờ ai mua sản phẩm thì liên hệ giùm cho em. 490.000 một chai như thế này, và ta nói body ban đêm như body ban ngày cũng 490.000 luôn. Bye bye mọi người, xin chào và hẹp lại. Tạm biệt mọi người. Hello, xin chào, tạm biệt mọi người.